MHPCTPH133K. Muốn làm gì cũng được, đừng có đưa để bà tự con cứ mở giống như con cua bình thường. Bình thường nó cắt bình thường. Xong rồi lật bàn cờ lại. Thank you.
tiền của mình mình cầm. Tiền này để lại, đưa hết tiền. Tiền này của anh. Ngân hàng để lại ở giữa đi. Ở giữa là ngân hàng đi. Xúc xắc rồi, chỗ giữa để tung xúc xắc ấy. Để anh đây nè. Để cho rồi, không. Rồi anh đã đi. Rồi ba lại đi. Rồi. Ba điểm. Lắc cái cho nó gớt ra. Rồi. Hai điểm. Ba áo điểm rồi. Hình như cái này nếu mà đi gần nhau là đá được á. À, không, cái này đá không được. Tại em phải cái kia. Dù. Hai quý là mua bánh xe là phải cần 200 á. 200 đúng không đây? 200 mua bánh xe. À, vậy là anh muốn mua đúng không? Ok. À. Rồi, để coi bánh xe là cái nào. Bánh xe là cái này. Bánh xe. Để cho lại cái nhà đi, nhà bánh xe. Nhà là bánh xe đi. Rồi. Đâu là anh không, anh mua rồi là anh đặt vô đây nè. Ai vô đây là phải trả cho anh 200. Ừ, rồi giờ anh đặt chưa rồi đó. Ai mua đưa anh 200 nha. Rồi tới lợi kìa. Lợi kìa. Nè. Tám. Con màu xanh kìa. Đi đây hả? Đâu ai đi đây. Thấy nó chỉ vô không? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi, Nguyễn kia em muốn. Rồi, tôi ta quẹt đi, tôi quẹt nó bay hết tiền. Mấy cái cần phải đó. Đây. Ôi, còn nghìn. Chưa được số đâu nữa.
Ui 24 kìa, xuống kìa. 1, 2, 3, 4. Rồi được lãnh 200 ngàn. Đưa nó 200 ngàn. Ê lộn, em đưa. Em đưa. Đây 200 ngàn. Lời lắm rồi đó. Dạ. Ủa? Không, mà em được số đây. Ê, anh kìa. 1.750. À, bên này như cái quỹ nó này của anh. Con chuyển con cờ theo con kỳ con quý. Ê, ở trên bảng như con kỳ con quý đâu vậy? Ê, cái gì con kỳ con quý nằm đâu vậy? Đất của anh. Cái đất là 2, đến một nhà là 10, đến 2 nhà là 30, với 3 nhà. Thôi thì nó cho tôi trả. Ê, có mua thẻ ra tự do ra tù nữa nè, sao mua ta? Đọc đi. Dòng 2 được nhảy xuất sắc. Sau khi vào tù, bạn trả tiền phạt 500 đô ra tù. Tiền phạt bạn được ra tù và di chuyển theo đúng số điểm trên xuất sắc. Có nên bỏ 50 không ta? 50 đặc biệt. Thuế đặc biệt, ai biết thuế đặc biệt là gì? Để coi đây. Thuế đặc biệt. Thuế thu nhập đúng không? Đặc biệt.